Thật tình bây giờ mà khoe món ăn thì cũng thấy nó kỳ kỳ. Nhưng hôm nay chia sẻ niềm vui đến các bạn nhà Mai Rương được ăn món cháo gà. Channel. Từ lúc giãn cách đến giờ để mà mua được rau, được gà rất là khó khăn đối với xóm Mai Rương. Nhưng rất là mừng, cảm ơn anh hàng xóm đã chạy được xe, thế là với mua đồ dùng cho cả xóm đó cả nhà. Hôm nay anh mua cho được con gà kèm với ít rau, thế gia đình mới có cái món ngon như thế này. Gà mình đang luộc xong rồi đó, để mình sẽ nấu một nồi cháo. Cháo này muốn nhanh đó, mình sẽ nấu cơm đó cả nhà. Sau đó mình từ cơm mình chuyển sang nồi cháo thì nhanh hơn. Mình có cho vào trong nồi cháo này là Rồi đậu cháo đã xanh chín đó. rồi, bây giờ mình sẽ nêm gia Mình vị nấu vào đây. cho chín thôi, sau đó mình sẽ nêm gia vị vào. Mình sẽ nêm bột nêm, đường, một ít nước mắm. Thế là có một nồi cháo cho cả hai gia đình ăn, gia đình nhà Mai Rương và gia đình nhà anh hàng xóm. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Mình khuấy lên đều một lần nữa như thế này để cho gia vị tan đó. Cháo đã xong và bây giờ là rau nè, rau cải bắp rồi là cà rốt, tiếp theo là không thể thiếu một ít rau răm nè, phải có rau răm gỏi mới ngon nha. Và đây là cái phần rau và hành mình cắt nhỏ ra để cho lên cháo đó. Và bây giờ mình sẽ ướp cái phần rau này cho thấm. Mình ướp đường và chanh để cho nó ngọt và có cái vị chua thì cái món gỏi của mình nó sẽ ngon hơn nè. À, đúng là thợ đụng. Nhà có sao làm vậy, có gì làm đó. Nghĩ sao làm vậy luôn mọi người. Nấu ăn cũng đơn giản vậy đó. Và đây là một cái con gà này hơi lớn, con gà này chắc gần 3 kg. Mình mới xé nhỏ ra. Mình nấu một nồi cháo như thế này nha. Xong bây giờ mình sẽ cho cái phần gà xé vào đây luôn mọi người. Để làm chi? Để người lớn, trẻ em đều ăn được, đều có thịt gà để ăn. Còn cái phần mà xương nè, với phần cổ nè, phần cánh, phần chân gà, mình sẽ cho vào mình trộn gỏi. Như vậy là các ông bố thì cũng được ăn gỏi nè. Và đây là chén nước mắm ngon không cả nhà? Nước mắm hôm nay Mai Rương làm ngon lắm nha, thích lắm. Và bây giờ mình sẽ trộn cái phần gỏi này, mình trộn đều lên, mình sẽ rưới cái phần nước mắm mình mới làm đó cho nó vừa miệng ăn là được. Các ông bố sẽ được ăn một dĩa gỏi gà rất là hấp dẫn luôn, thịt các con ăn hết ha. Hôm nay mà được ăn món này là vui lắm luôn mọi người. Từ lúc dịch tới giờ đâu có được ăn món gà đâu. Rau răm mình cho lên nè. Với hôm nay chủ nhật ngày của gia đình cho nên là có cái món này cho gia đình ăn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc gia đình các bạn luôn luôn khỏe mạnh và bình an mỗi ngày nhé. Bây giờ gia đình mình sẽ ăn thôi. Bye bye.